Yo, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với chương trình VRTG Crew. Và mình là Maru-san, một trong những leader của những cái kênh về retro game. Nói chung là kiểu một trong những kênh retro game đầu tiên ở Việt Nam. Và hiện tại thì mình đã có mở shop và tên là VRTG Shop. Thì cái shop này của mình sẽ bán cái dòng sản phẩm đi địa PS2. Nghe là thế sau cái dòng này. Và tất cả sản phẩm của dòng địa PS3 thì bên mình đang có một số dòng mới về. Đây nhân tiện đây mình sponsor luôn cho một số dòng game mới đĩa PS3 mình mới lấy về, tạo về và sẽ bán lại cho các anh em, thì bao gồm God of War, Call of Duty Ghosts, Borderlands, Black Ops 2, đó, PS08 và PS10. Nói chung là kiểu thì đặc biệt hơn có cả PS20, cho nên là sẽ có những cái mà phải gọi là những cái tựa game tuần, những tựa game hay, tựa game đỉnh của cả PS2020 luôn. Và đặc biệt hơn nữa thì là mình có thưởng một cái đĩa Call of Duty 4 hệ Xbox 360 hệ châu Âu. Và mình sẽ bán cho anh em nào mà thực sự muốn lấy. This is Call of Duty 4. Đây là Call of Duty 4. Ok, chúng ta cùng ok, thì để tiếp theo với chương trình thì mình sẽ hôm nay mình có về rất nhiều kiện hàng, chỉ có 4 kiện luôn, 4 kiện. Thì chúng ta tiếp tục qua dòng thuận thành. Thì hôm nay chúng ta về 4 kiện hàng và sau đó sẽ có một số kiện hàng sưu tầm và một số kiện hàng bán, nhưng chủ yếu cũng sẽ là bán được nhiều. Thì yên tâm, anh em mình sẽ vẫn sẽ đang lên trên những cái group mua bán, và thậm chí có thể anh em có thể liên lạc qua shop của mình. Và hôm nay thì chúng ta về 4 kiện. 1, 2, 3. Ok, kiện hàng to bự ăn mày. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ mở từ kiện 1 nhá. Anh em thích mở từ to đến bé hay bé đến to này? To từ nhỏ đến bé đi. Ok, thì mình sẽ lựa ra trong những cái kiện nhỏ nhất. Kiện đầu tiên sẽ kiện này. Ok, về rất là nhiều anh em ạ. Anh em để mua bán thoải mái, nhưng mà kiểu thoải mái đi. Chúng ta có rất là nhiều những mặt hàng để chúng ta để mua bên shop bên mình thì ok. Đây kiện hàng đầu tiên, một thứ rất là nhỏ, mình biết đây là cái món đồ gì rồi, nhưng mà sẽ một chút. Ta-da! Xin chào các em, băng Cruise USA, một trong những băng về series game đồ xe Cruise. Thực ra nếu mà nói về cái series này thì đây là một trong những cái series đồ xe vui và kiểu nó khá là giống với Burnout luôn, nhưng mà rất thích Burnout thì lại kiểu hay phát hành trên PlayStation và Xbox ngày xưa hơn. Thì cái series Cruise này cũng thế, nó khá là vui. Và mình hiện tại đang có 2 bản và đây là bản thứ 2. Mình tạo cho mình cho cái My Collection của mình. Thì phiên bản Cruise đầu tiên là phiên bản Wii. Nào, chúng ta có 2 bản Cruise. Thực ra thì bản GameCube thì chưa bao giờ có, nhưng mà thực ra Cruise mà 2 bản trên Nintendo 4 đã có 2 bản rồi. Và một bản Cruise trên Wii. Và hiện tại thực ra cái series này ấy, thì mới nhất hiện tại là bản hiện tại mới nhất là bản Cruise and Blast, nhưng mà rất tiếc là cái game này nó chỉ phát hành trên arcade thôi, trên arcade của Nintendo thôi, và chưa bao giờ được phát hành trên một cái hệ máy console nào cả. Mình rất là hóng là nếu mà ví dụ như Cruise and Blast mà được phát hành trên Switch thì nó sẽ là một cái quyết rất tuyệt vời, tại vì kiểu port một game từ arcade lên. Thứ hai là kiểu đây là một tựa game cũng khá là hay nữa. Well, từ gì mà ta không chơi the game đua xe là tuyệt vời. Ok, chúng ta sẽ đến một món hàng tiếp theo. Next, tiếp theo là một món hàng nhỏ cũng không kém, nhưng mà kiểu wow, nó có tên anh em ạ, nhưng mà mình bất ngờ hơn, cho nên là mình sẽ cho anh em xem một tí thôi. Cắt thịt ăn
tết đây. Cắt nhỏ nhỏ nhỏ. Sau mình sẽ mở cái hộp này và mình sẽ cho anh em chiêm ngưỡng thử cái sản phẩm tiếp theo. Tại vì chúng ta thì tất cả cái kiện hàng này về được 4 hôm rồi anh em ạ, về được 4 hôm rồi, cho nên là kiểu nó cũng sẽ rất là rất là nhiều. Bây giờ phải gọi là kiện hàng về cực kỳ nhiều luôn đấy. Đây là chúng ta có một tựa game nếu như mà anh em nào mà fan của Nintendo ấy, nói chung là đợt này về của Nintendo rất là nhiều, chủ yếu là của Nintendo thôi. Ok, cho anh em xem. Đây là Star Fox Adventure. Đó, đĩa còn mới luôn, còn đẹp luôn. Và mình chờ anh em chờ chút thì mình sẽ đĩa này. Cứ để tạm vào đây. Thì Star Fox Adventure đây là một cái đĩa nhưng mà không có bóc. Cái bóc này mới để tự thiết kế sau, cho nên nó sẽ không có vấn đề gì. Nó no problem thôi. Thì Star Fox Adventure ấy, thì đây là một trong những phiên bản chính xác là một trong những phiên bản gọi là nó chuyển mình từ một tựa game kiểu bắn súng, gọi là kiểu dạng như game bắn rồi 3D ấy. Nó gọi là kiểu game, nếu mà anh em mà kiểu chơi mấy game kiểu phi thuyền không gian ấy thì anh em sẽ biết. Thì Star Fox ấy, thì thực ra thì nó là một trong những game 3D đầu tiên. Game 3D đầu tiên của trên Nintendo từ hồi mà trên SNES kìa. Thì trên GameCube này có hai bản, một bản Assault và một bản Adventure. Cái hai phiên bản này đều là một dạng kiểu game platform kết hợp với kiểu bắn súng phi thuyền không gian ấy, kiểu nó khá là, nói chung là chơi kiểu đồ họa nó đẹp hơn, nói chung là mình cảm thấy kiểu đồ họa đẹp, gameplay ổn, pacing khá là tốt. Và đặc biệt hơn nữa thì nó lại là một, và đặc biệt hơn nữa mình không nhầm là nó lại là sequel của cái Star Fox 64 cơ. Mình có một cái băng của Star Fox 64 cơ. Đó. Nếu mà ví dụ như mà mình có cơ hội mà mình bách ở đâu được cái capture card ấy thì mình sẽ capture lại cái game cho anh em xem. Star Fox Adventure. Nếu mà mình có thêm bản Assault nữa được. Và thực ra cái box ấy, thì thực ra thì mình thấy là kiểu box mà để thiết kế mà để đựng game cho GameCube ấy, thực ra thì mình thấy nó cũng không có gì là nó khá là phức tạp lắm. Tại vì cái box của GameCube nó đơn giản lắm anh em ạ. Tức là tại vì mình chỉ cần kiếm một cái box lụm được trên những cái group Ray Retro. Thực ra anh em có thể kiếm nó dễ mà, cái box nó rất là rẻ. Mình kiếm box, mình nghĩ là một cái bìa, và sau đó bingo, phải có một cái đĩa. Mình từng làm trường hợp thế với Dragon Ball Z Budokai rồi, kiểu nó đĩa nhưng no box rồi. Giờ chúng ta ok next, tiếp theo chúng ta có cái này. Wow, nếu mà nhìn bên ngoài anh em sẽ tưởng đây là cầm. No, như sàn là sưu tập này. Ok, mình sẽ cắt luôn. Một số cái là sưu tập, một số cái bán. Cái cuối cùng thì chắc chắn nó sẽ là cái hàng bán rồi, vừa là bán vừa là sưu tập. Nói chung là kiểu sau này anh em có nhu cầu mà mình kiểu không có nhu cầu nữa, mình sẽ bán lại một số đĩa. Mình khả năng là tính là mình sẽ bán con 4-Hour New Vegas. Nếu mà ví dụ anh em thích thì mình sẽ để lại. Vì con đấy là cuốn sách vở. Mình thì kiểu mình không thích chơi game FPS on PlayStation đâu nào. Nó là đĩa PS3. Cuốn sách vở rất là đẹp luôn. Ok, chúng ta hiện tại là đang có cắt. Mình đang cắt. Nói chung là cắt rồi sâu rồi đục rồi mẹ. Đủ thứ trò. Các kiểu còn là điều. Được lắm anh em. Ok, là cái gì đây? What do we got here? Ok, next chúng ta có hai đĩa PS3. Có anh em hai đĩa PS3 này. Lần đầu tiên mình sở hữu một cái đĩa này.
thực sự mình nói thật với anh em, đây là một trong những phiên bản mình rất là thích. Lần đầu tiên kiểu muốn được sờ sưu tầm luôn ấy. Vì đây là một trong những game đầu tiên exclusive trên PS3. Series đầu tiên của Naruto Storm trên hệ máy PS3 phát hành vào năm 2008. Thì đây là một trong những dự án lúc đấy kiểu anh em phải biết là tức là cái game cái series cũ ấy trên PS2 trên PS2 ấy, là cái series game Naruto Ultimate Ninja và bản Nhật là Axel. Thì bản cuối cùng chỉ phát hành ở hệ châu Âu thôi, không phát hành ở Mỹ nữa. Vào năm 97, trước khi mà để khai tử cái dòng đấy và để khai sinh ra một dòng mới là dòng Storm. Tức là đây là một cái trong những cái mà mình thực sự mình cảm thấy nó rất là hay, một cái là nó là một trong những cái dòng chuyển mình từ PS2 sang PS3, từ cái phong cách style kiểu đánh đấm 2D lên 3D. Thực ra thì nó có học rất nhiều từ cái dòng game Clash of Ninja trên Wii và trên GameCube cơ. Nhưng mà thực sự thì mình thấy kiểu con game này nó rất là hay luôn ấy, tại vì kiểu cốt truyện nó nối tiếp sau sự kiện của cốt truyện phần 5. Nói chung vẫn chỉ là đi thuyết phục anh Sắc về Naruto rồi. Sasuke này, anh em nhìn qua anh em biết này, ngầu chưa? Cho mình có một cái nói chung là kiểu đĩa này đĩa rất là hiếm luôn đấy. Bây giờ anh em mà kiếm được con này thì rất là đẹp luôn, kiểu tuyệt vời. Đây là bản 2008, một trong những cái series mình sẽ giữ lại. Tiếp theo nữa, ok, chúng ta có Mass Effect 3. Nếu như anh em không lạ gì với cái series này thì Mass Effect 3 là một trong những cái series nói chung là kiểu mình cũng sẽ rất là ấn tượng với cái cách chơi của nó, kiểu third person shooter ấy. Chơi kiểu Mass Effect 3 thì lại còn một trong những game của EA, của BioWare từ cái thời mà nó còn chưa hút máu cơ. Và đặc biệt hơn là chúng ta có những cái hướng dẫn ở đây, nhưng mà hướng dẫn có thể nó cụ thể lắm, tại vì ngày xưa kiểu book biết là giá trị ấy, giờ book biết cái trái là cái mẹ ấy. Chỉ đơn giản cái tờ hướng dẫn mở cửa các bạn gần như không ai đọc. Nếu thật anh em thì cả hai đĩa này của mình là đều full book này, full book rất là đẹp. Mass Effect 3 BioWare EA và Naruto Storm. Ok, và hai đơn hàng ngon này đã xong. Giờ thì next, đơn hàng cuối cùng, một thùng bia Sapeco. À không ạ, đây là một đơn hàng, một bia. Xin lỗi, tôi thành niên hồi, tôi không muốn một bia anh em ạ. Ok, thì tiếp theo là một món hàng mà được trong bia Sài Gòn Lager. Bây giờ mình sẽ đập hộp ra. Thì nhà tài trợ đó là anh Nguyễn Thành Tân, ở địa chỉ 155/1 đường Trần Hưng Đạo, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, An Giang. Thì anh ý là một trong những các shop rất là uy tín trên Group Retro, thì anh em có thể liên lạc qua Facebook là Phạm Thành Tân. Mình sẽ để cái link ở phía dưới phần mô tả, và anh em có thể vào để có thể xem, có thể chọn mua, hoặc có thể là kiểu thông qua shop của mình, có thể mua thông qua shop của mình. Tại vì thường ấy, các ông kiểu trong miền Nam ấy, kiểu thường thì nếu như anh em ở trong đấy thì dễ dàng mua hơn, nhưng mà nếu mà anh em ở ngoài này thì thường các ông ý bàn giá sẽ khoai đấy. Ok, thì mình sẽ đập hộp nhanh thôi. Đấy, cái phần này ra. Đây là một trong những cái phần mà mình đang đặt của ông ý. Mình đặt của anh ấy về để bán cái con như sổ tư ấy, kiện. Giờ mình có nhập thêm một chút cái phụ kiện của Nino 64. Tại vì đợt trước mình vừa bán mẹ nó hai cái tay của mình rồi. Cho mình nhập thêm một số thứ nữa. Ok, trước hết thì kể đến là chúng ta có Bingo, một con nguồn của Nino 64, vẫn là nguồn hệ Nhật, vẫn là nguồn điện hệ 110. Nguồn này rất đẹp luôn này, thì rất là quen thuộc rồi, không có gì lạ lắm. Nguồn của Nino 64 thực ra thì nếu như anh em mà sử dụng nguồn châu Âu ấy thì nó sẽ tiện hơn, nó sẽ kiểu là nó sẽ có cái mà kiểu anh em có thể cắm điện ở trong máy rất là thoải mái. Tại vì con Nino 64 nó khác với PS1 là nó dùng cái nguồn rời anh em ạ, nó dùng nguồn như này, nguồn rời nhá, nó không dùng chung trong bo mạch đâu. Ok, tiếp theo chúng ta có
một số các cái vật phẩm khác. Lần này thì là có về của Dreamcast, và con Dreamcast có bản nhiên số 4. Thì ok, tiếp theo chúng ta có gì đây? What do we got here? Holy moly, anh em ơi, chúng ta lại về thêm một cái VMU nữa. Còn một cục dung. Cục dung này thì đơn giản dễ hiểu thôi. Cái cục dung này thì thực ra thì mình đang có 2 cục rồi, thêm một cục nữa là 3. Rồi đẹp, toàn bộ. Tiếp theo nữa là có một cái VMU. Thực ra VMU này mà mình có thể đặt hàng cho anh em, cái VMU này mình sẽ vào giá 150.000. Nhưng mà anh em phải có cái máy Dreamcast nhá, chứ không thì mang về mà nghĩ rằng con này mình chơi được ảo thì hơi bị lỗi đấy. Vì anh em phải hack mới làm được. Mac nó cũng kỳ công lắm, cũng phải có Dreamcast cơ, không làm là không được. Cho nên là kiểu mình sẽ quảng cáo cho shop cái anh ấy, và kiểu mình sẽ quảng cáo luôn đây là VMU. Cái VMU này là nó là Visual Memory Unit, nó là một dạng thể nhớ, nó khác với PS1 đấy anh em nhé. Các con Dreamcast ấy, nó không thời PS1 mà nó còn đi trước là thời PS2 rồi, mà đồ họa thì nó cũng kiểu na ná PS2 ấy. Thì cái VMU ấy nó là một cái đơn vị nhớ, thẻ nhớ của cho con Dreamcast, và cái bộ nhớ trong của nó chỉ có 16, khoảng như không nhầm 128 GB, khoảng đâu 16 block gì đấy. Thì nó cũng có những cái nút sleep này, mode này, AB, kiểu trông như một cái máy ra ảo ấy, anh em nhìn. Sao cắm vào tay cầm Dreamcast nó hiện là một cái màn hình. Thực ra thì con VMU này đấy, là nó còn có cả âm thanh đằng sau đây cơ. Nó sẽ chỉ lưu trữ được thời gian cái đồng hồ ấy, tại vì là con Dreamcast nó không có pin đồng hồ ấy, anh em ạ, nó không có pin đồng hồ đâu. Nó chỉ lưu trữ được khi nào mà anh em còn cắm cái VMU này vào. Một khi anh em đã rút cái VMU ra rồi thì cái clock cái đồng hồ ấy, và cái thời gian ấy, cái time ấy, nó sẽ mất luôn. Đấy, tất cả nó phụ thuộc vào cái này, anh bạn bé nhỏ này. Và anh em này thấy pin rất là dễ, tại vì cái này nó chạy một cái pin gọi là pin CMOS đấy. Anh em ra mua cái loại bên cái pin của Panasonic Alkaline CRH2002, nói chung là cái loại CR2032. Và đây là cái cục dung. Thực ra thì nếu mà mình thấy về thiết kế của Dreamcast nhá, cái thiết kế của Neo 64 nhá, thì mình thấy nó na ná nhau. Tại vì sao? Vì cái thiết kế của con Dreamcast ấy, nó kiểu đây cái cục dùng này, trông nó lắc chắc là lỏng gì đấy bên trong. Thì mình cũng kệ, tại vì cái cục dùng này nó cũng chẳng có chức năng gì nhiều ngoài cắm vào con Dreamcast và cho nó dùng thôi. Cái cục dùng nó kiểu dạng dùng cái Rumble Pack cho cái con Neo 64 ấy, ta cắm vào một cái dung, nó không như tay PS1 là kiểu không thiết kế mé nó dùng ở trong cái tay rồi. Đây cái cục dùng như này, đó là mình nhớ đến cái ok, what do we got? Chúng ta lại tiếp theo chúng ta lại có cái gì? Lục lọi cho mình một thứ là nha. Wow, anh em nhìn này. Ồ, cái gì thế này? Được anh em ạ. Tôi lại có một thứ cho anh em nữa. Thứ này thì rất là quý và rất là hời, mà cũng chẳng biết là nó có tốt hay không. Xin giới thiệu với anh em tay Nintendo 64 bản màu xanh. Thực ra thì mình cũng rất là thích có một cái bản màu xanh, cái bụi xỉu đẹp. Thực ra cái tay N64 ấy, mình thấy nó khá là bền luôn ấy. Thực sự kiểu nó không... Ít khi mà mình nói là nó đứt dây trong, thì cái đời console Gen 5 như này mà nó mà bị rất chết đứt dây trong thì cũng khá là khó. Đó, hàng đẹp đấy, hàng Việt này là gọi là hàng Nhật chất lượng cao. Đó, một cái tay màu xanh luôn. Thế từ giờ mình thêm mình lại có thêm một cái tay đặc biệt rồi, khá đẹp. Bởi vì cái tay N64 thực ra nếu mà theo mình mà mình thích thì mình thích cái màu ấy hơn. Nút bấm thì nó cũng không có thay đổi gì nhiều. Thực ra con N64 thì mình thấy có một cái tiện ở đây là này, cái analog stick của nó ấy, mặc dù có thể nó hơi bị lệch một tí nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng ấy. Đó, nó vẫn có cái gì đấy của cái độ nhạy của nó, trừ cái analog của tay GameCube mình ra, chắc quá tệ luôn. Ok, món đồ còn lại chúng ta có gì? Một cái dây AV, dây AV, ok, dây AV.
thế này là đủ, thế này là đủ cho cả một gói mì bán cho một mình rồi. Ok đẹp rồi anh em ạ. Thì hiện tại đây món đồ của mình sẽ cầm được. Thì ở đây chúng ta có những cái món đồ này nhá, cái ok đây là món đồ mình tậu được về này. Thì chúng ta hôm nay còn có cruise băng của Nintendo 664 này, chúng ta có nguồn của 64 này, một tay này, BMU, yeah, BMU, cục dung của Dreamcast, BMU của Dreamcast, hai đứa của PS3, và một cái đĩa của GameCube. Về nữa bằng qua cái cục nguồn hay chẳng hết đó. Đây, cho anh em xem. Ok và video đến đây hết rồi. Anh em nhớ like, subscribe, share và ủng hộ. Và đừng quên đồng thời hãy ủng hộ cho Sophie để những cái khách mà inbox mình nhiệt một cái nhiệt tình nhất thì sẽ có cơ hội được fix giá pending cho những người PS2 cho nó mình một cái. Có thể giảm giá nếu như anh em lấy nhiều nhiệt tình. Okay, và mình Maru, I'm out. Quyền lắm, quyền lắm rồi.